Alo, nợ tao làm sao mày? Thiếu 200.000, 4 năm tháng trời không chịu trả cho tao làm sao ạ? Hả? Cái gì? Ok, mày đợi đó, coi đi. Có chuyện gì đây? Bữa nay ông đòi nợ nhỏ này cho tôi coi, tôi cay nó mấy tháng nay rồi. Hả? Không thành vấn đề, mà thiếu nhiều vậy? Nó thiếu tôi có 200.000 à, mà 4 năm tháng nay nó không chịu trả, tôi cay nó dữ lắm rồi đó. Rồi ok, không thành vấn đề. Tiền công 400.000. Gì cha, đòi nợ 200, tiền công 400, tiền đâu tôi trả. Bây giờ cô cai cứu nhỏ này chứ đâu phải gì 200.000 đúng không? Đúng rồi. Nó chấp nhận cai cứu đòi cho nó bỏ ghét thì 400.000 thành vấn đề vậy, đúng không? Thôi được rồi. Ừ, 400.000 nè. Tôi cai cái con nhỏ đó lâu lắm rồi. Không phải đòi được 200.000 cho tôi, cho ông thêm 200.000 luôn nè, 600.000. Cái gì vậy bà nội? Rồi, không thành vấn đề. Tôi giải quyết cho. Hai trăm ngàn nè. Của nhỏ đó đó, đòi xong rồi đó. Ủa gì vậy? Cái gì vậy trời? Tôi cai con nhỏ kia rồi, bây giờ tao ông nữa hả? Trời ơi là trời. Đi xe ôm không cô? Đi. Rồi đi. Khoan. Hả? Cô. Ủa? Điện thoại hết pin rồi. Ủa, điện thoại hết pin là có liên quan gì tới tôi? Giờ tới mày, giờ cô có đi xe ôm không? Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn điện thoại đi. Tôi điện, tôi biết được chỗ hẹn tôi mới đi được chứ. Thôi, điện nhanh ha, máy tôi sắp hết tiền nghe không? Ok. Alo, anh đang ở đâu rồi? Nói địa chỉ em qua nè. Hả? Cái gì? Cái gì vậy bà nội? Anh đòi chia tay em hả? À? Được rồi, em sẽ cho anh thấy. Chia tay thì chia tay. Điện thoại của tôi.